Tiêu Chiến thực sự rất ấm áp và tặng đồ dùng cho người già ở Thượng Hải. Kể từ khi đại dịch bùng phát ở Thượng Hải, nhiều người nổi tiếng đã quyên góp hỗ trợ vật chất để giúp Thượng Hải vượt qua khó khăn. Vào ngày 24 tháng 4, một số cư dân mạng phát hiện ra rằng Tiêu Chiến cũng đã tặng các gói vật dụng chống dịch bệnh cho Thượng Hải. Nhưng điều đáng chú ý là vật dụng chống dịch của Tiêu Chiến đặc biệt dành tặng cho người già, bao gồm gạo, dầu ăn và các vật liệu cần thiết khác, phải nói là rất có tâm. Bởi vì những người tương đối trẻ có thể mua các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của họ trực tuyến những người cao tuổi không biết làm thế nào để sử dụng điện thoại di động. Những đồ dùng do Tiêu Chiến quyên góp chắc chắn là một sự giúp đỡ to lớn đối với những người già. Và đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến quyên góp tài liệu. Thực tế là trong đợt dịch ở Vũ Hán, khi vật tư y tế tương đối khan hiếm, Tiêu Chiến cũng đã trực tiếp tặng 20 mặt nạ phòng độc cho bệnh viện ở Vũ Hán. Và không chỉ tặng mặt nạ phòng độc, mà còn là tiền. Là một thần tượng, Tiêu Chiến đã nhiều lần làm việc tốt, điều này cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người hâm mộ. Vì vậy, người hâm mộ của anh là peter pan cũng đã học hỏi thần tượng của mình và quyên góp đồ dùng cho thượng hải mong thượng hải vượt qua dịch bệnh càng sớm càng tốt đây có thể là sự ảnh hưởng hai chiều tích cực giữa thần tượng và người hâm mộ mong rằng tiêu chiến và peter pan sẽ ngày càng tốt hơn và cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn anh ấy chắc chắn đã làm những gì anh ấy đã từng nói tôi nghĩ chúng tôi phải là một tấm gương cho người hâm mộ của mình vì chúng tôi được họ yêu thích chúng tôi phải là người định hướng cho họ vì vậy chúng tôi vẫn phải cố gắng và làm việc chăm chỉ điều đáng cảm động hơn nữa là những việc làm tốt của tiêu chiến luôn rất ít người biết đến nếu nó không được cư dân mạng đăng lên thì ước tính sẽ không ai biết về nó chẳng trách có rất nhiều người yêu thích tiêu chiến như thế này